Xin chào anh em nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu thêm cho anh em về cái phiên bản Solim XP 8800, phiên bản không rút máy, sử dụng rất là yên tâm. Máy đã được lên Android 10. Đây là sử dụng ROM gốc để lên. Android 10. Em sẽ kết nối wifi này. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu sơ bộ này. Ở bên cạnh trái của máy là có phím nguồn bên trên cùng này, một nút điều hướng này, phím tăng giảm âm lượng bên dưới này, cổng sạc Type-C bên dưới này. Phía bên cạnh phải của nó thì đây cũng là hai nút điều hướng thôi. Bên cạnh trên cùng thì có một cái đốc sạc, thì đốc sạc này thì chúng ta phải sử dụng đốc sạc ở bên Mỹ, ở Việt Nam mình sẽ không có, mình sẽ sử dụng sạc cáp bình thường. Đây là mặt sau thì sẽ có cái chỗ để tháo nắp lưng và camera sau cộng đèn flash. Màn hình của nó mặt trước thì 5 inch, ba phím điều hướng bên ngoài và camera trước. Thì đợt trước thì em có từng bán bản đã rút mà được hai sim sẵn ấy, thì nó rất hay lỗi vặt. Thứ nhất là dùng app ngân hàng thì nó sẽ bảo mật không tốt, nó hay cảnh báo. Với thứ hai nữa là khi mà mình rút máy thì nhiều phần mềm nó sẽ bị xung đột và nó gây trục trặc. Thì đa phần là em đã hướng dẫn anh em đưa hết về bản ROM gốc. Thì hiện tại thì máy này em đã đưa về bản ROM gốc và lên Android 10. Đấy. Về sơ bộ cấu hình như sau này. Máy sở hữu là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB, có hỗ trợ mở rộng SSD lên đến 128GB, cân nặng là 335g. Về máy thì hỗ trợ hai khay SIM. Thì khi mình không rút máy thì mình sẽ chỉ nắp được một trong hai thôi. Anh em nắp khay nào cũng được, khay một cũng được mà khay hai cũng được, nhưng mà chỉ nắp một SIM. Về camera sau của nó là 12 megapixel, camera trước là 8.1 megapixel. Máy sử dụng con chip Snapdragon 630 8 nhân. Máy có hỗ trợ sạc nhanh Android 10. Cảm biến vân tay ở mặt trước. Với cái dung lượng pin 5000 mAh, 4900 5000 đấy thì khi mà anh em không rút máy thì anh em sẽ sử dụng pin rất là trâu, mình để vài ngày pin hao không nhiều. Test YouTube thì xem YouTube anh em có thể xem đến 5 đến 10 tiếng từ 100% đến hết pin, và wifi pin rất khỏe. Mở này. Về hai cái khay SIM của nó thì anh em lắp khay nào cũng được. Loa to, ưu điểm là loa to rõ này, pin khỏe. Vì nó là hàng đã qua sử dụng ấy. Về Việt Nam thì chắc chắn em chưa sửa chữa. Ở bên chủ hàng người ta đã mông má hay là như thế nào hay không thì em không thể biết được. Thì em chỉ tìm mua nguồn hàng tốt nhất có thể. Thì anh em lưu ý là khi sử dụng thì mình nên giữ gìn, không nên đem đi ngâm nước. Cái tính năng chống nước của nó mình chỉ đề phòng rủi ro đi mưa gió thôi, hoặc chẳng may mà rơi xuống nước thì có thể nó sẽ bảo vệ cho anh em mình lên đến 70-80%. Để em giới thiệu sơ bộ với nó, phiên bản Android 10 đầu tiên em bán. Anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ info bên em cảm ơn.